Đây là tất tần tật các bước sơn gel bền đẹp và bóng đến khi tháo thì thôi, từ bước đi cọ và một vài cái lưu ý để mọi người thực hiện được tốt hơn nhé. Thì đầu tiên mọi người sẽ nhám móng và nhặt da sạch, sau đấy sơn lớp liên kết, đây là lớp base thì bắt buộc và không thể bỏ lỡ được nha, không thể bỏ qua được. Mọi người đi những cái dòng base lỏng thì không cần lấy nhiều, lấy ít thôi, và cách đi này đừng có ập một phát về chân móng luôn nha. Mọi người có thể sơn 80% móng sau đấy đẩy về chân móng thì nó sẽ hạn chế tình trạng bị tràn nhé. Sau đấy thì có thể khóa đầu móng hoặc không, đây Thảo tiện tay thôi, vì cái này nó lỏng nên không bị tràn nên Thảo tiện tay khóa đầu móng thôi. Sau đó hơ đèn 60 đến 90 giây. Và sau đó mọi người sơn cứng móng, cũng đi cọ tương tự như vậy. Cứng móng ở lớp này nhá thì nó giúp cho móng cứng và đi sơn gel được dễ tròn chân hơn. Mọi người có thể đi lớp này và một lớp sau nữa thì càng tốt, còn nếu mà chỉ lựa chọn sơn một lớp cứng móng thôi thì đừng có bỏ lỡ lớp cứng móng đằng sau nha. Bước này mọi người có cũng được hoặc không có cũng được, có thì càng tốt. Hơ đèn cứng móng xong 90 giây thì cứng móng Jimmy không cần phải lau đi đâu. Thích thì mọi người lau nhưng thật sự không cần. Sau đấy thì mọi người sơn gel này, cũng tương tự cách đi cọ như vậy, sơn 80% ở giữa, sau đấy thì đẩy lên chân móng. Cái đoạn mình sơn ở giữa thì có thể sơn nhanh nha để tiết kiệm thời gian, nhưng ở chân móng là phải đẩy từ từ thôi. Đấy, sau đó liếc cọ sang hai bên. Đó. Rồi, sau đó mọi người ơi, cái độ sát khóe như này cũng ok đúng không? Nhưng mọi người thích sát khóe hơn thì dùng thêm một cây cọ để mọi người đi vào phần chân móng. Đó. Và lưu ý thêm nhá, khi mọi người sơn gel này để bền ý, thì phải mọi người nên dùng cái dòng sơn gel độ đặc vừa phải mà có độ lên màu tốt, đừng dùng cái loại nào quá đặc, hoặc là nếu mà đã dùng loại đặc rồi thì mọi người phải kéo thật mỏng ra, tại vì một là mọi người sơn dày, hai là chất sơn đặc thì đến một cái đen hơi khỏe như T8 nó cũng không thể làm khô lớp sơn được đâu, nên là nó cũng có thể không bền đấy. Đấy, hơ đèn 90 giây đối với lớp sơn của đèn hơ T8 nhé. Sau đấy mọi người sẽ sơn lớp thứ hai tương tự như vậy, và lớp thứ hai thì không cần dùng cọ nét để đi chân móng nữa, tại vì lớp 1 nó đã tròn chân và sát rồi. Tiếp theo bước quan trọng là sơn cứng móng. Bước này tưởng chừng không quan trọng nhưng rất là lợi hại, tại vì là nếu sơn cứng móng sau lớp sơn gel thì nó sẽ giúp cho móng cứng, là một giúp cho giảm tình trạng chóc đầu móng, thứ ba là giúp cho mọi người tăng cái độ bóng đến mức tối đa. Nghĩa là bây giờ hơ đèn lớp cứng móng 90 giây xong, chúng ta sơn top Jimmy. Top Jimmy mọi người biết là rất bóng, nhưng mà thêm một lớp cứng móng bên dưới rồi sơn top lên thì nó sẽ gọi là siêu bóng, tức là nó sẽ tăng cái độ bóng lên mức gọi là mắc luôn, nên là bộ móng nó sẽ bóng lâu và nó ít bị cũ nhanh ý mọi người. Đó, như vậy là mọi người đã có đủ các cái mẹo để mà sơn bóng bền và rất là tròn chân rồi nhá.